Ok, hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Quang Review. Thì clip này hôm nay mình sẽ review cho anh em mẫu áo Barcelona mùa 22-23, hàng chính hãng anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em cũng như là form thiết kế rồi màu sắc của mùa giải năm nay nha. Thì trước tiên là về màu sắc ha. Thì theo mình, như mình đánh giá thì cảm nhận của mình ấy, về cái mẫu áo năm nay mình thấy rất là đẹp nha anh em. Trong tất cả những cái mẫu áo từ trước tới nay ấy, mình thấy mẫu này cực kỳ là đẹp và nó rất là hiện đại nha anh em. Bởi vì sao? Vì nó được thiết kế tối giản, như là nó sẽ có một phần màu đen midnight anh em. Màu đen midnight nó sẽ chiếm nhiều hơn so với các những năm trước đây. Và ở giữa ngực thì chúng ta sẽ có hai sọc là xanh dương và sọc đỏ nha anh em, tượng trưng cho màu áo câu lạc bộ nha. Và hay như mình đánh giá thì cái màu sắc này nó rất là tươi và rất là trẻ trung nha anh em. Và vì sao nó hiện đại ấy, thì cái mẫu áo này nó được lấy thiết kế cảm ứng từ những cái họa tuyết pixel nha anh em, giống như cái mấy cái họa tuyết trong từ game Minecraft mà anh em hay chơi ấy, thì nó lấy cảm hứng từ thiết kế nha. Đây anh em có thể nhìn thấy những cái đường sọc này là họa tuyết pixel nha anh em, nhìn nó rất là hiện đại nha. Thì cái mẫu họa tuyết pixel này ấy, pixel ấy, thì một cái mẫu 2018 trước đây thì Adidas cũng có làm trên vài mẫu như áo Argentina này, thì nó nhìn nó rất là hiện đại và có thể trường tồn thời gian nha anh em. Ok, về phần logo thì đây là bản fan nha anh em. Logo thì thấy anh em họ thêu rất là sắc nét nha anh em. Anh em nhìn cái logo này và rất là cứng cáp luôn. Và đây là logo Nike nha. Được logo Nike được trang trí họa tiết bằng màu vàng nha anh em. Màu vàng đồng nha anh em. Đây, cái này là màu vàng ánh kim. Nhưng nói chung là nó sáng hơn những cái mẫu màu vàng trước đây nha anh em, nhìn rất là đẹp nha. Và khi mua hàng chính hãng ấy, thì trước tiên là cái họ không có dán này đây. Họ không có dán cái dòng chữ logo của nhà tài trợ đâu nha anh em. Anh em phải order riêng hoặc là thông qua những bạn seller bán nha. Thì đây là logo Spotify hàng chính hãng nha anh em. Thì theo như mình thấy ấy, thì mình thấy cái logo Spotify này hợp với cái áo hơn nha anh em. Vì nhìn nó hoài hòa, nó hiện đại hơn đó anh em. Này tùy anh em cảm nhận nha. Ok, thì ở dưới đây là có cái tem công nghệ vải Rayfit nha anh em. Đây. Ok, để mà check hàng chính hãng hay không ấy của mẫu áo này thì anh em cứ việc là dỡ cái tem này lên. Đây, anh em sẽ nhìn thấy cái tem này nha. Và thường những hàng chính hãng ấy thì nó sẽ có cái tem mở code ở đây. Đây, anh em có nhìn thấy không? Đây, hàng chính hãng thì nó ghi là DM1840452. Thì khi mà anh em search Google á, anh em ghi chữ Nike rồi ghi cái mã code này vào thì nó sẽ ra cái mẫu áo. Mẫu áo này mới là hàng chính hãng nha anh em. Còn những cái mẫu hàng nhái thì nó không có làm code, hoặc là khi anh em search code á, nó không ra cái mẫu này nha. Ok. Mà năm nay thì mình thấy Nike nó thiết kế cái cổ áo rất lạ nha anh em. Thì bình thường anh em có thể thấy là những cái cổ áo trước đây nó sẽ có một vòng tròn và nó sử dụng là vải co giãn ngay cái cổ nha. Thì năm nay họ làm theo kiểu là họ cắt đi, thì họ gắn cái vải co giãn ở đây và họ may nó ráp lại với nhau. Đấy, anh em có thể họ may ráp vào với nhau như thế này nha. Khi anh em mang lên nó sẽ ôm sát vào cổ của mình nha, dễ thoải mái cho anh em vận động. Ok, và bây giờ mình sẽ quay mặt sau cho anh em xem nha. Và đây là mặt sau của áo Barcelona nha anh em. Thì anh em có thể thấy là nó cũng như mặt trước, nhưng mà nó có một điểm nhấn, đó chỉ là phần lá cờ này nha anh em. Phần lá cờ ở cái logo nha. Đấy, thì cái chất liệu này nha, anh em để ý chất liệu này nha, thì nó được làm từ nhựa dẻo nha anh em, kiểu như là cao su nhựa ép dẻo ấy. Thì nó sẽ rất là cứng nha anh em đó. Nó vừa cứng vừa mềm nha anh em. Sờ anh em sẽ có cảm giác là rất là chắc tay và rất là xịn nha. Còn những cái hàng nhòi nhái ấy, nó dán đề can chứ nó không sử dụng chất liệu này nha. Đây, một chi tiết mình thấy rất là ưng ý trên màu áo này nha. Và ở sau áo cũng vậy nha anh em, họ cũng sẽ làm chất liệu vải co giãn ở đây. Mà chất liệu này mình cảm thấy là sờ rất là mịn tay nha anh em, cực kỳ là mịn tay luôn. Và nó có độ co giãn nha anh em. Đấy, phía sau rình rất là nổi bật nha anh em.
Em có thể nhìn thấy những cái họa tiết pixel này. Đấy, nhìn cực kỳ là nét luôn. Và vì sao mình không có cái logo UNF nha anh em. Thì cái này mình chưa in nha anh em. Cái này mình có nghĩ là mình sẽ đi in sau, bởi vì khi mình mua họ tặng mình luôn cái Spotify là mình mua ở Super Sport nha anh em. Họ tặng mình cái logo Spotify chứ họ không tặng cái logo dưới đây nha. Đấy, mình nói thế cho anh em dễ hiểu nha. Ok. Và bây giờ mình sẽ nói về công nghệ vải áo nha anh em. Thứ mà anh em mong chờ khi mà quyết định có nên mua mẫu này không. Thì theo như mình biết ấy, thì chiếc áo được sử dụng là công nghệ vải Rayfit nha anh em. Thì nó sẽ cho anh em thấm hút mồ hôi. Khi mà anh em vận động ấy, nó sẽ giúp cho anh em khô ráo nhanh hơn. Nhưng mà mình trải nghiệm ấy, thì mình thấy nó cái vải nó hơi bí nha anh em. Nó cũng mát đấy. Nhưng mà khi mà mình chạy ấy, mình đổ mồ hôi ấy, thì nó hút mồ hôi hơi lâu nha anh em. Nó lâu rất là nhiều nha. Đấy. Thì cái này nó chỉ là bản fan thôi anh em. Bản fan thì nó cũng chỉ có thể làm được như đó thôi. Anh em không phải đòi hỏi được quá nhiều gì ở nó. Thì ở cái clip sau ấy, mình vừa đặt một mẫu áo player về. Mình sẽ review cho anh em mẫu áo player của Bassa. Cho anh em xem cái thực sự cái vải nó chất lượng như thế nào nha. Thì chất là vải của bản fan nó chỉ được cái này thôi. Anh em mang nào ngồi xem TV chiêu chiêu rồi thôi. Chứ thật sự nó không hút mồ hôi, không có tốt chứ lắm. Đây mình nói sự thật nha. Thì cái này mà anh em nào là fan chân chính ấy, thì anh em nên mua nha. Đấy. Thì cái vải này nó bí là sao, vì nó sử dụng anh em chất vải này. Nó rất là, nhìn anh em nó rất là ít khi thấy cái lỗ thoáng khí nha. Nó bí hết rồi anh em. Đấy. Nó chỉ được tạo cảm giác là cho anh em mát thôi, chứ nó thật sự là hút mồ hôi không được tốt như mình mong đợi nhiều ha. Thì hay mình nghĩ thì chỉ riêng cái mẫu áo này thôi, chứ cái mẫu áo Rayfit trước đây ấy, như là áo Pháp World Cup mùa 2022 vừa rồi này, thì nó kiểu đó làm vải Rayfit đó, nó có họa tiết hình thoi ấy, anh em mặc vô rất là mát nha và nó hút mồ hôi rất là nhanh. Còn cái vải này ấy, thì nó bí hết rồi anh em, kiểu nó làm chiếc vải nó bí hơi hết rồi, mình không có cảm nhận được nhiều cái sự hút mồ hôi. Ok nha anh em, thì cái clip mình review đến đây cũng kết thúc. Vì clip sau mình sẽ review cho anh em mẫu áo Bassa phiên bản player của cầu thủ đang mặc nha. Ok, nếu mà nói về có nên mua hay không ấy, thì mình khuyên là anh em fan chân chính thì mua nha. Và mẫu áo thì mình đánh giá là đẹp đẹp nhất từ trước tới giờ nha, trẻ trung hiện đại, nhìn nó không có quá là già nha anh em. Đấy. Ok, cảm ơn anh em nha. Nếu anh em thấy hay thì hãy like cho mình và cho mình một đăng ký nha. Cảm ơn anh em.